Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng diện rộng, nắng nóng nhiều ngày, nguy cơ cháy rừng ở các khu vực này cũng ở mức cao, người dân cần cảnh giác. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Trong hôm nay thì nắng nóng bao trùm khắp khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 39 độ thậm chí có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Trời không chỉ nóng mà còn khô nữa, mức ẩm giữa trưa khoảng 45 đến 60%. Nắng nóng kéo dài, thảm thực vật trong các cánh rừng trở nên khô nỏ. Nếu cháy rừng xảy ra, lửa sẽ lan nhanh và khó khống chế. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện nay một loạt các cánh rừng từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa nằm trong vùng cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Để bảo vệ rừng, người dân hãy tạm dừng tỉa thưa, lấy mật ong, đốt nương rẫy. Khi phát hiện cháy, báo ngay Cục Kiểm Lâm theo đường dây nóng 0986 668 333.